Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh youtube đồ gỗ hiền lành Quý khách hãy đăng ký kênh đồ gỗ hiền lành để không bỏ lỡ một cái video nào Vào vâng, hôm nay là ngày 15 tháng 12 năm 2020 Cơ sở đồ gỗ đồ thờ hiền lành Làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc Đang theo dõi về các cái sản phẩm đồ thờ cúng tâm linh Hồi Hôm nay chúng tôi chia sẻ tới quý vị và các bạn Mẫu sản phẩm đó là sập thờ tứ linh Sập thờ tam cấp Đây là mẫu sập thờ Chúng tôi làm cho một đại gia thuộc Tỉnh Bắc Ninh ở Từ Sơn Bắc Ninh Mẫu sập thờ này Có cái thông số kích thước như sau Chúng tôi cũng Báo luôn trong video Để cho quý khách Mỗi lần xem video quý khách có thể tham khảo được Các thông số kích thước Chiều rộng Chúng tôi làm rộng 1m47 Chiều cao là 1 mét 55 và chiều dài chúng tôi làm dài 2 m 17 chúng tôi tôn trọng cái thước phong thủy cũng như là thông số khách hàng đã đặt chúng tôi đó là 2 m 17 nó vào cung tài lộc 1 mét 47 vào cung thêm đinh 1 mét 55 nó vào cung tiến bảo tài đức và chân là chân 25 Toàn bộ sập thờ này được chúng tôi làm từ chất liệu gỗ gõ đỏ nhập khẩu từ Nam Phi để cho quý khách tham khảo toàn bộ các cái dạ tiền dạ ngang đục khó phù tứ linh chúng tôi làm dạ liền khối dày 8 phân được đục chạm bằng tay kênh bong sắc nét hôm nay xong mộc chúng tôi sẽ quay lại video gửi tới gia đình tại từ sơn bắc ninh bộ sản phẩm đó là sập thờ tứ linh và đây là sập thờ tam cấp cao một m năm dài hai m 17 rộng một m bốn chúng tôi cũng báo luôn vì đây là sập thờ chúng tôi làm cho những người có thu nhập cao hay còn gọi là những nhà giàu mới dùng đến cái sập thờ như này và chúng tôi cũng được biết là không gian cái phòng khách của nhà anh rất là rộng thì anh có thể đi bốn chiều để có thể thắp hương gia tiên và bên trên anh có đặt tam cấp và sau này anh có đặt các cái cỗ ngai thờ khám thờ bên trên chân là chân 25 chúng tôi làm rất dày tức là chân bản vuông của chân là 25 cm toàn bộ các cái dạ ngang và dạ tiền là chúng tôi làm dày 8 phân liền khối được chạm hồ phô hai dạ ngang là chúng tôi chạm đầu hồ phô làm theo lối cổ truyền mà gia đình anh đã đưa mẫu đó là mẫu của Bắc Ninh từ dưới đất cao đến cấp đầu tiên đó là 1m07 và hai cấp bên trên là cao 48 tổng chiều giờ cao là 1m55 và hai cái cấp trên này chúng tôi làm hai tầng cổ như các bạn đang xem đây là hai bên ô đố chúng tôi chạm rồng trầu và phía giữa là bức cuốn thư chúng tôi làm theo ảnh các anh đã gửi qua gmail thì quý khách muốn làm bộ sản phẩm sập thờ như này, quý khách hãy liên hệ trực tiếp về cơ sở đồ gỗ đồ thờ yên Lanh qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Tôi xin nhắc lại đây là bộ sập thờ chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ nhập khẩu từ Nam Phi. Gỗ gõ đỏ này chúng tôi đã thử qua mưa nắng rất là bền. Và đây là bộ bao loan cũng được chúng tôi đục rồng thật và độ dày của gỗ là dày 4 phân liền khối bao loan thẳng tiền cũng như bao loan thẳng ngang chúng tôi sẽ ghép sau và video này đang được quay trực tiếp tại xưởng làm đồ thờ của chúng tôi xưởng chuyên làm về sập thờ cỡ khủng và chân này chúng tôi cũng được đục đầu lân chân móng quý vị và các bạn đang xem đây các cái nét đục của chúng tôi rất là dữ và dạ tiền này chúng tôi đục dạ tứ linh gồm bốn uh, linh vật thiêng đó là long ly quy phụng các bạn đang xem đây là rồng rùa và bên kia thì chúng tôi sẽ chạm đối với vế vế bên này đó là lân và phượng hoàng phía giữa thì chúng tôi đục dạ hồ phù cánh bong sắc nét trông rất là dữ đây đấy chính là điểm đặc biệt của cơ sở đồ gỗ đồ thờ hiền lành Chúng tôi làm các cái nét dáng trông rất là dữ Và kích thước của sập thờ thì tôi sẽ nhắc lại Đó là dài 2m17 Chiều rộng 1m47 Chiều cao 1m55 Và tất cả phần dạ ngang dạ tiền Được làm dày 8 phân liền khối không ghép Tính cả phần ghép nổi Nó rơi vào tầm 22 Hơn 22 phân Vâng và bên này các bạn đang xem đây là chú phượng hoàng đang ngậm các cái bức thư và sát ra cái đầu chân là chúng tôi đó chạm nó là kỳ lân tức là nghe được chúng tôi đục thủ công kênh bong moi móc sắc nét được chạm thủ công bằng tay do các nghệ nhân hàng đầu làng nghề quý khách có nhu cầu làm về sập thờ gia tiên hay sập thờ cho dòng thờ họ hay là đình chùa miếu mạo các cái đồ thờ cúng liên quan quý khách có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline 0986 88 33 49 hoặc 0985 22 66 84 và bây giờ chúng ta cùng nhìn lại tổng thể toàn cảnh bộ sập thờ chúng tôi làm cho gia đình khách hàng tại Từ Sơn Bắc Ninh bộ sập thờ này chúng tôi nôm na gọi đó là sập thờ của nhà giàu dễ hiểu toàn bộ là chân 25 bên cạnh các cái mẫu sập thờ tứ linh chúng tôi còn các cái mẫu sập thờ mai điều trong video sau chúng tôi sẽ giới thiệu và video này chúng tôi chủ yếu giới thiệu đó là mẫu sập thờ tứ linh hay còn gọi là sập thờ tam cấp tứ linh đó, đó là gồm long ly quy phụ tức là rồng rùa kỳ lân phượng hoàng đó là bốn linh vật thiêng gắn liền với các cái đồ thờ cúng tâm linh từ xưa tới nay quý khách nhớ đăng ký kênh đồ gỗ Hiền Lanh để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh trên cái thị trường đồ gỗ online cũng như về thế giới đồ thờ cúng tâm linh. Đồ gỗ Hiền Lanh cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các cái video tiếp theo. Chúng tôi sẽ giới thiệu các sản phẩm khác.